toàn bộ 50 tiểu bang ở Mỹ ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ. Chỉ sau 3 tháng, số ca mắc đậu mùa khỉ ở quốc gia này đã vượt mốc 14.000 người và đứng đầu thế giới. Đến ngày 24 tháng 8, Wyoming trở thành tiểu bang cuối cùng của Mỹ xuất hiện dịch đậu mùa khỉ. Khu vực này ghi nhận một ca mắc là nam giới trưởng thành. Cơ quan y tế đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo dịch không tiếp tục lây lan. Nhà dịch tễ học của cơ sở y tế Wyoming cho biết, chúng tôi muốn ngăn chặn càng sớm càng tốt sự lây lan của dịch bệnh này trong tiểu bang. Chúng tôi sẽ khuyến nghị người tiếp xúc với nguồn lây, tiêm phòng sớm và tiêm cho cả những người có nguy cơ mắc cao. Như vậy, sau 3 tháng, Mỹ đã phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ. Toàn bộ 50 tiểu bang của nước Mỹ đã ghi nhận có dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh đậu mùa khỉ lây lan khi tiếp xúc gần với người bị bệnh. Đến nay, dịch đã phát tán đến hơn 80 quốc gia trên toàn cầu. Riêng tại Mỹ, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hơn 14.115 ca bệnh đã được báo cáo. Một số bang như New York và California, số ca mắc mới lên tới 2.500 người chỉ sau 3 tháng. Trong khi đó, các bang như South Dakota phát hiện số lượng bệnh nhân khá ít. Theo CDC, làn sóng đậu mùa khỉ tại nước này chủ yếu đang giới hạn ở những người đồng tính nam và lưỡng tính nam có quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa khỉ có thể bị lây nhiễm cho bất kỳ ai tiếp xúc với nguồn lây. Đầu tháng 8, chính quyền ông Biden công bố kế hoạch phân phối 1,8 triệu liều vaccine cho các cơ quan y tế địa phương và tiểu bang nhằm bảo vệ người đồng tính nam và song tính cũng như những người khác khỏi căn bệnh này. Chính phủ Mỹ đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm với đợt bùng phát này, trong khi đó nhiều người thuộc diện nguy cơ cao ở các nơi cao điểm như là New York phải chờ rất lâu mới được xét nghiệm và tiêm chủng. Đến hiện tại, Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong nào vì đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, theo WHO, 5 người đã thiệt mạng vì căn bệnh vốn hiếm khi gây tử vong này, gồm có Tây Ban Nha 2, Ecuador 1, Ấn Độ và Brazil mỗi nơi 1. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.